đồ nhọn nhọn. Cái này ai không để ý đến chắc. Rớt. Nãy giờ tao đứng tao che cho tao rớt nè đó đó. Tao che cho tao rớt nè đó. Ủa. Khô rồi, rớt lần là khô rồi. Đúng rồi. Còn rớt rồi, có ai rớt rồi. Rớt nữa. Không 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 ai chịu đụng vào luôn á. Hãy lên xác chết nha anh em. Làm trước đi, làm trước đi, làm trước đi. Đâu nhảy lên xác chết nha anh em. Nhảy lên nha. Làm trước đi. Má hết hồn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Escape Funny Toy Shop. Alo, Escape Big Funny Toy Shop nha. Hả? Thì hiện tại đây là tôi với Bami là đang là Security bảo vệ nè mọi người. Hả? Đúng rồi. Đây là ngày đầu tiên đi làm luôn. À, đây. Đây là cái sản phẩm của công ty nè các bạn. Big Funny nè. Đúng rồi, ông này nè, ông này là con rối nha các bạn, con rối đồ chơi con rối nha. À, ông có thể nói chuyện nè, đây là sản phẩm mới của công ty. Mr. Funny Dummy. À, nghe ghê. Gì vậy? Sao mày biết? Sao mày biết ông nói chuyện được? Cái này nó ghi nè, I can talk nè. Đâu? Cái hộp. Đúng rồi. Đó nó ghi nè, không? Ghê. Nhưng mà ngoài cái dữ liệu đó ra thì xung quanh nó không có ghi date ra ngày sản xuất hay là thông tin sản phẩm gì hết trơn. Ủa có cái ký gì đây nè Bobby? Cái âm thanh gì vậy? Cô cần phải tìm ra cái đó cái âm thanh đó thử. Cô cần phải bật nào, nó có cửa đúng không? Ở cái cửa này. À. Ok. Ok, đi bật điện. Start only. Game này không biết có chôn nhau được không ha? Chắc không đâu nhỉ. Game này chắc tình thương mến thương nhỉ. Đúng rồi, thương yêu nhau lắm, cắn nhau đau á. Tao thấy ôi mở điện rồi. Đúng rồi, bật điện lên. Đó bật điện lên. Ê ai cười vậy? Đó. Ok, có bật điện rồi nè. Ê mày mở điện lên mày nghe ai cười không? Có, nó cười. Nó cười vậy đó. Bơi. Cái gì vậy má? Ủa? Má nó chạy ghê vậy? Cái con rối Big Tuff Funny đây đâu mất kêu rồi? Tao con rối bự nhất hồi nãy đứng ngay khúc này, lúc mà tao review nó đứng vậy nè. Đó. Xong rồi cái mình bật công điện, công tắt, cái xong biết sao nó có điện, ui. Nó chọn nó chạy luôn, các bạn chân nó đeo lùi rồi. Cái dấu chân nó chạy. Ôi trời ơi, nó chui lên trên này rồi. Đúng rồi, nó chui hồi nãy mới nghe cái đùng luôn á. Má gì nó bự dữ mày? Tính ra cái dấu chân như vậy là nó đi theo kiểu là nó đi ngang á. Còn có nghĩa là con này là nó không có liên quan gì tới trọng lực cả. Nhìn hư cấu không? Ủa ồm, tao thấy nó đi bình thường mà, cái chân đi thẳng đàng hoàng mà ba. Ê cái chỗ này không lẽ giờ có chết thêm quá quá tứ bốn bận trời. Thử thì biết rồi bất ngờ. Rồi quá tứ bốn bận nha. Ủa làm quá hả? Cái hoài trời khổ thiệt. Đúng rồi, bữa kia nó chết là nó là chết kỷ lục thôi. À đúng rồi, chết một lần thôi. Hay lắm bạn ơi, trời ơi phải như vậy. Trời hay lắm. Thì giới thiệu với các bạn là mình sau khi vô trong đây làm security thì mình quyết định mình học thêm một cái kỹ năng gọi là lướt trên mặt đất đó các bạn, để dạng như mà gặp quái vật mình có thể chạy nhanh hơn. Các bạn xem là đó, tôi đi không chân lại. Không đụng đất luôn. À hả? Ủa và mày đâu? Ủa mày nhảy chưa? Con điên, con đi xuống, con đứng xuống đây đứng nãy giờ rồi, mày đâu rồi con điên? Em ơi bình tĩnh em ơi, đừng có chôn. À chôn gì cái đó bấm xong rồi một khoảng thời gian sau nó tự ngắt á. Tao không biết, tao ý là tao chưa có đụng, nãy tao giờ tao chưa cho nay nên tao không biết. Cái đèn bị gì mày? Tụi nghe chơi chỉ cúp điện rồi. Từ xa ở trong đây nó có cái gì đó. Ê không lẽ là nó mày là ghê. Mày chạy đâu rồi, cho tao đi chung con đi, mày đi từ từ thôi. Tao mới vừa học được kỹ năng lướt trên mặt nước. Trời má ơi, sau lưng tao mày ơi. Trời ơi, hết hồn luôn á, quỷ đi. Ê, nó đang dí tao kìa ba. Nó cũng dí tao nè. Quá, vậy là mỗi hàng con. Tuy sát như vậy. Ê, vậy này vô đây nó cục cái tao mà chết chùm vui. Chết tao rồi, hú hồn. Ủa, có gì đây? Ủa sao tao đi hồi chưa thấy. À có đường đi. Tao lẹ mày ơi. Ok. Xin mày ơi. Mày xin mày ơi, đi dí tao kìa mày ơi. Trời ơi. Cửa đập cái đùng trước khi nó đi ra. Cái ông Dummy này cái ông Funny cái răng ổng nhọn vãi luôn á. Ờ cái ăn răng ổng như là đồ cắm vô đít á. Ủa cắm vô đít là cái gì mẹ? À cái đồ nhọn nhọn. Cái này ai không để ý rớt. Rớt. Nãy giờ tao đứng tao che cho tao rớt nè đó đó. Tao che cho tao rớt nè đó. Ủa. Khô rồi, rớt lần là khô rồi. Đúng rồi. Coi rớt rồi, có ai rớt rồi. Rớt nữa. À, tao mày che đúng nhiệt tình luôn. Có ai rớt nữa không nha? Rớt rồi.
rồi còn 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 mở nữa. Chắc là mấy thanh niên này khôn hơn rồi sao. Vì đó nó rớt hoài luôn. Gớt cứ bị dự đoán đi, còn ai gớt không? Dự đoán đi. Còn chứ, đó. Không đó, đây con đó mà đó à, thiệt. À, đi. Rồi cho lần thôi, che hoài. Đúng rồi. Đứng tao che rồi che. Nó mà cán một phát là xẹp ruột luôn á. Ở này giống như mấy nghiền á má. Ừ, sực tùm lum mới đến mấy cái thứ nào màu vàng nó sực hết trơn luôn á. Trên người mày màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu xịt. Ủa gì vậy? Tím là cái gì mẹ? Trên người tao màu tím là cái cục gì? Ơi à, Squid Game kìa. Ê ông này, ông búp bê này, ông làm cái trò Squid Game luôn nè. Ui. Rồi ơi, bị đá. Ủa, con nhỏ bị đá kìa mày ơi. Con nhỏ nó bị đá. Ui. Ui. Chuyên nghiệp. À, này rơi rất lại. Ờ, ba đầu quỷ. Đó, phải gì vậy? À, coi chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Trời, ghê, dưới cái kỹ năng mà lướt trên mặt đất của tôi dễ gì bắt được tôi. À, chuyên nghiệp không, tao vẫn đi xa, tao vẫn đi nhanh hơn mày nè, thấy chưa? Đó, tao nhanh hơn rồi nè. Ê, chuyên nghiệp. Mày hả con? Hàm tin ơi. Liêu. Nó bắt đường là nó đá không ghê thôi. À, nó sút một cái một văn ra sau đại dương luôn. Ờ, thiệt luôn á chứ. Su cả na thật. Ý, hết hồn. Ôi ôi, mém chết. Mày coi cà tới nè mày. Ơi, khôn vậy. Tao uống nãy giờ hết mấy ly cà phê rồi đó. Đấy. Đấy. Ủa. Ủa sao không chạy tiếp cái kì vậy? Mày điên à. Mày chạy giống cạo đầu coi hả. Này Quyền đám cạo đầu đội nón các bạn. Tại là bảo vệ là phải cạo đầu cho nó sạch sẽ không. Ú, là gì à. Green laser. Ủa sát cái đầu coi luôn á, ngang cái đầu coi luôn á, thiệt tình đó chứ. À, ok. Rồi đi lên đây nè. Ok, lên. Ủa, một thằng nắm là được rồi. Ủa cái này gì kì vậy, cái này. Không, cái này chung. Ờ, cái này chung, tự nhiên cái tới mấy cái chỗ dí là mà thân ai nó chạy là sao kìa. Đúng rồi, ổng phân thân ra, ổng kêu mình tao dí tụi bay. Ý thấy bà đó, ờ cũng được không sao. Gì vậy? Không, ý là mỗi người là có một, ủa minigame, phải nồi. Ủa nãy giờ là mini game 3 rồi đó. Ủa nãy giờ cuối cái tử nó là mới đi game mini 6, game đầu rồi. 6 5 4 để có mini game, mini game gì đây? 2 1 0. Open the door. L. Mở ra. Ok. Đây gì đây? Get to the safe place. À, đi đến nơi an toàn. An toàn là chỗ nào nhỉ? À chắc là tao an toàn á, đi theo tao là an toàn á mày. Không, tao không rảnh đâu, tao nhảy lên cao rồi. Cái gì vậy? Kìa, mày coi tao đang ở đâu rồi kìa. Ôi trời ơi, ông Funny Robot, trời ơi. Phải rồi là chứ. Ông đang phá, ông đang phá. Nhưng mà mình không lo, mình đứng ở trên đây là an toàn rồi. Trời ơi, tao đứng cao nhất luôn kìa. Anh đang dí mọi người kìa. Ê, qua đây với tao, qua đây với tao. Biết sao ông dí á, hình như nó dí á, tao thấy nó dí hả tụi bay á. Rồi, tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Rồi, xong luôn. Lụ đạn sập lép luôn, vãi nồi. Nó cán ghe sập lép luôn các bạn. Nè Bobby khoan vô nha, Bobby khoan vô, đợi tao đợi. Trời ơi, tao bị cán bẹp dí luôn á, thiệt. Vãi nồi, ok xong rồi, giờ tao bay xuống đây. Đừng có vô, để đứng đó đợi đi, đừng có vô. Ủa chứ mày chưa được vô hả? À, đứng ở đây nè, coi đâu có vô được đâu, khổ thiệt. Xu thì có chứ. Đó nó đi ngang qua nó cán như đúng gọi ba. Trời. Ủa sao đóng cửa rồi? Thì đúng rồi, nhưng mà vừa đi vô chứ nó bị đứt rồi, xong ba bị chết à. Có đâu, tao đi vô trong rồi. Đâu, con thấy mày đang đứng, con thấy mày đang đứng nấp đó mà. Rồi ráng nha bạn, ba tụi tôi đứng ở trong đây rồi bạn ơi. Ba tụi tôi ngồi uống cà phê tiếp. Mày đếm, mày đếm từ 1 tới 10 đi coi tới nè. 1-10. Vãi nồi ghê chứ. Á à, vừa đến 1-10 nó vô luôn, vãi xoài được chứ. Ghê đi. Té rồi. Trời ơi, nó bay như một cái máy. Ok bạn. Lại là một cái hành lang. Red light. Đó. Thấy ghê vậy trời. Có thui vậy. Ê, nghe tiếng chân không? Nghe tiếng chân không? Có. Ui. Ông ở sau lưng tao mày đi hả ba? Mỗi người một con, không liên quan. Mà ổng trước mặt tao, trời ơi là trời. Vậy là mày hạnh phúc rồi, mày gặp ngay ổng luôn rồi. Có kích không? Ôi
ơi, điên luôn á. Vô rồi, vô rồi. Mới, tôi mới vừa nghe cái chỗ quẹo ra, tao gặp ổng luôn á, thiệt. Ok, vô lại đi. Ủa, vậy là mày ngẫm hay là mày vô lại? Thì tao mới ngẫm nè, đang đi vô lại nè. Ủa, cái này. Ủa, cái này sao giống như Bobby Playtime vậy? Ừ, dạng như trong đồ chơi rồi nó giết mình, nó giết mình. Đó, kẹo lên các bạn. Đây, giúp. Ăn là làm cái chuyện hú hồn. Ui, xe. Ở đây có xe nâng nè. Ghê không, ghê. Ê, tao có chiếc mày đi rồi ba. Kệ nó ra, chiếc sau lưng kệ đi. Á, okay. Cái gì vậy? Cho anh lên với. Ui, tụi em ơi, bình tĩnh tụi em ơi. Ê, đợi cao. Thì... Thôi, ghê rồi, ghê. Rồi biết chừng nào mới đi, trời, Bobby có nói đợi cao mà Bobby. Đang đứng ở đây đợi đó. Lũ đạn nó ủi lên nó tông tôi. Rồi chết chưa? Chết luôn rồi ba, tao về lại nè. Rồi, cái đi chứ, cái đi qua bên kia đợi mày nha. Ừ, đứng bên kia chờ đi. Á, nó ủi một cái rồi. Chết luôn. Rồi, ok, đi, rồi, mày á, tới lượt mày á. Ok. Cái thanh niên nào vậy? Đó. Hi, rồi giòn nhỏ. Cái xe nâng này lần đầu tiên mà nó quay đầu đúng ghê. Ủa, mày lấy được rồi hả? Ta lấy được rồi nè, đi. Ta không nói mà. Bán nồi được chứ. Rồi, làm cái đứng đợi cho một con điên á. À, mọi người coi nè, coi tôi lái lùi cho mọi người coi nè. Ôi, Bobby ơi, cười bắp rồi, Bobby cười bắp ơi. Ôi, mày gì chứ? Ủa, mày từ, mày mắc cười quá, ai nôn? Cái này ai nôn ba? Không, mày phải chứng tỏ mày cái lái lùa chứ. Lùa, cái lái lùa. Ok bạn. À, trời, xe nâng mà chạy gì đúng rồi á. À, mỗi lần mà nó đáp xuống này nghe cái rầm luôn á. Ấy. Ôi, quá trời đỉnh, tôi lái xe này quá trời đỉnh. Đỉnh của chóp. Yeah, ok, tao về rồi. Trời má ơi. Cái này gọi là những anh chàng lái xe nâng mà chạy như cái máy. Cái máy nó giống như cái con người biết chạy. Ê, Phoenix Game 4 nè. Ê, tao nhìn giống Mario không mày? Tôi đang tự hỏi là nó sẽ dẫn đi đâu. Rồi, tao nhìn cái cống là tao biết giống Mario rồi đó. Giới của Mario. Trời, tao lướt này kìa, mày thấy tao lướt kìa. Ê, con gì vậy? Ê, ổng nó kìa phải không? Cái gì? Ui, sao ổng bự vậy? À, ê, ổng mày rồi, cái bom nè, vãi rồi. Ê, mày nó nổ cái hú hồn luôn mày. Đi, nổ hết hồn. Rồi, từ nha, có cục xịt nó lăn á. Ok, đó bom nè, 2, 3 nè. Á, ghê thì mỗi lần nó nổ cái tao hú hồn luôn má. Ok. Hay da. Trái bơm nè. Ê, bữa nào tao dẫn mày đi học thì chiêu lướt trên mặt đất giống tao nha kìa. Hả? Bữa nào tao dẫn mày đi học thì chiêu lướt trên mặt đất giống tao. À, tên ơi rồi. Xuống rồi. Ờ, đúng rồi, cơn ác mộng nữa các bạn. Ghê vậy ta. Ủa, giờ đi lên thì đi xuống, đi lên. Ê, tính là cộng mình tao mày luôn má. Đúng rồi, tao mày là 15 đó, mấy thanh niên kia chưa có qua. Chắc đang bị con Mario nó dí rồi. Nó tự nhiên mới đi uống nó. Ôi được. Đi tắt luôn, rồi. Ôi, ơi, sát chết nằm xung quanh ghê mày. Ôi ghê quá, ê mày dẫm lên nữa người ta thử coi. À! Má ơi, cái gì vậy? Nồi, má âm thanh đi chứ nó hù, má bái xoài đi. Ê vui mày. Ê, ông này hình như mỗi người mỗi khác các bạn. Tao thấy để tóc khác nhau á. Có không? Tao muốn thử ghê. Thấy tóc đó mà. Có giống nhau, mọi người bốn cái đang kêu nhảy lên thử coi. Nhảy lên thử à? Ông kêu mấy thanh niên đó nhảy lên. Quay anh ơi. Thì đụng nó cái nó la quỷ ra nó mất hồn luôn. nó la có hết hồn chứ có fan nó sau lưng mà kìa, mày chỉ cho fan đi, đụng vô cho nó hết hồn chơi. Đụng đi. Trời ơi. Đụng vào em, đụng vào. Ừ, đụng nó mới đụng vui. Đụng vào. Vui lắm. Đụng vô. Ngon, đụng vô. Đụng vô đi vui lắm. Ông ba. Dụ lộn người. Đụng đi em ơi, đụng đi, không nó hù vui lắm. Đụng vào. Ba này là nhích ghê quá. Ờ, không ai chịu đụng vào luôn á. Hãy lên xác chết nha anh em. Làm trước đi. Đụ, nhảy lên xác chết nha anh em. Nhảy lên nha. Má hết hồn. Đừng dụ nữa. Biết nó khôn rồi ba, làm sao mà dụ được đó.
Không, còn nguyên đoàn anh em ở dưới, anh em sẽ nghĩ khúc rồi đi làm sao nhảy lên mà. Thôi cái khúc đó là chắc lâu lắm bà mới. Anh em còn bận chơi với con ông. Ủa, ông game gì nữa đây? Nữa hả? Phải game nữa hả? Ê, nhìn giống cái trò gì Moon Tycoon hồi xưa chơi vậy. Ê, ra mà con đi, cái con game đi. Gì vậy ba, nó vô game mà. Ê, vô chơi bóng rổ nè. Nó chưa kịp gì hết luôn á, tự nhiên cái điên này. Vô, tăng tăng. À, giống rổ ê. Ủa sao nó chở nó vô? Tăng tăng mới tính nha. Yeah, vô. 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 Ok, đi 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 đi. Hết giờ, hết giờ. 7, 6, 5, 4. Cho mày cho banh nè. Coi nào, coi nào, coi nào, Bobby có người rớt nè, có người rớt nè. À. Thôi nhỏ mà hai nãy. Hai anh chôn hoài luôn. Nó cười ngắt. À, ôi thiệt là vui quá đi. Nó đứng chết sao trời. Ê, phải cuối cùng mới qua được á má. Ui. Cũng sao, đứng cái mé là được. Ui. Ok, trời ra nó hên, dễ sợ luôn. Vãi xài nè, quý ra nó hên. Trời ơi, khúc đó nó không nhảy là nó ăn cáo luôn rồi. Mọi người ráng nha, khúc đó đi lâu lắm á. Đâu khúc nào? Này, bộ này là gì? Không còn sao? Ô xe lửa hả? Ha, à, ok, vô xe lửa. Ừ, trời ơi. Lên con lái cho lên. Ừ, ra toàn sao tao ngồi. Đang sao ngồi, đang sao ngồi. Ừ, đúng rồi. Chỉ lên nó đứng rồi nó bay mất tích luôn á. Đúng rồi, hay lắm em ơi. Rồi, đúng rồi. Cái điện nó có cái nút reset không vậy? Xin. Không, xe lửa ai ngửa đi ba. Xin. Chơi tới mai vẫn chưa xong con game luôn. Cho nó tự do rồi. Ơ kìa. Vãi nồi, đúng. Trời má ơi. U là trời luôn á. Tao win mới ghê chứ mà mày chết. Ủa tao sao lưng mày nè mẹ. Ủa? Thôi mày điên rồi. Trời ơi mày bị ảo mộng hả ba. Mày đam mê tao chết rồi mày gì vậy ba. Trời ơi nó lái xe lửa mà bạn nó chết mà nó la làng rồi trời. Ủa cái game gì đấy? Nữa hả? Chúng ta đã quay trở lại được cái nhà kho rồi. Chúng ta có nhà thể kho qua một cái cửa lớn nhưng exit đây nè. Ê mà nó có hai mũi tên nó chỉ qua. À cái nút màu xanh ở trong đây nè cu. Trong đây có nút màu xanh nè, ở bên kia cũng có, ta thấy có màu đỏ bên kia kìa. Ok. Nó kêu là phải đi hai cái nút đó thì mình mới được đi. Ê vậy tao qua cái nút bên đây nha, mày đứng bên đó đi. Ủa chứ phải màn hình ai nó chơi hả trời? Màn hình ai nó chơi nhưng mà nút hình tao nghĩ bật chung á, tại cửa nãy giờ bật chung mà. Ok. Chiều này bật nhớ nó tao nha. Tao bật rồi. Bật chưa? Rồi vậy là rồi xong luôn, cửa ai người đó chơi. Cửa ai người đó chơi luôn rồi, má ơi. Rồi xong luôn. Ủa rồi bật nó dí hả? Ừ, tao ai nấy lo rồi, nó đang bị nó dí nè. Ừ, nó đang dí tao luôn kìa, trời ơi sao lưng rồi. Cái nút nằm ở đâu vậy? Sao lưng rồi, bên góc đó. Ừ, có lên. Yeah, mình qua được rồi, Tao mở cửa rồi, Bobby ơi, tao đi ra trước đây. Nó dí sát không mày ơi. Còn chưa xong nữa. Nó dí sát không mày ơi. Nó đang bị nó dí. Nó dí sát không mày ơi. Chết xong rồi. Trời ơi, anh làm gì tôi? Ủa, anh làm gì tôi? Ra đây. Ui vãi nồi, nó vẫn còn ngồi đó. Mày đi ra đi. Mày đi ra đi. Ừ anh ngon là đây. Anh ngon là đây. Ê dẫn ra đường xa lộ đi. Dẫn ra xa lộ đi. Ừ dí. Ồ ra tới cửa nó mất rồi ba. Ra tới cửa mất rồi. Ủa nó dí được luôn hả? Ra tới cửa rồi. Chạy. Vô. Tính ra xe này chạy nhanh lắm đó anh em. Trời ơi, từ lần đầu tiên tôi thấy cái xe cẩu mà chạy nhanh dữ vậy luôn á. Xe nâng. Lột. Tốc độ nó rất là chậm nhưng mà không hiểu tại sao có một lần. Ủi vòng ga nè. Hết đi được kìa. Ủa, về tới nhà rồi. Ngon lành. Đây đâu phải nhà. Giống như đi đây. Ê, ga lên cho bật bên ga. Hát gà nhúng mày cho bật bên mày. Rồi hai bằng nhau rồi sao nhà nhúng. Xuống lên hả? Có bảy nồi. Vãi xài có cầu tù có xích đu luôn nè anh em. Hồi nhỏ thì chuyên gia chơi trò này nè. Vô đây ngồi nè. Hồi nhỏ chuyên gia chơi trò này. Á vô ngồi một cái nó quay một hồi chóng mặt nhìn không ra gì luôn. Trời. Má ơi kẹt nó bay. Kẹt nó bay đúng không?
Vãi xoài rồi chứ. Nói chung là tụi mình đã dừng clip luôn. Thoát ra được cái công ty đồ chơi rồi các bạn. Trời ơi, chuyện làm bảo vệ đêm á, chổng tự nhiên cái ông con búp bê Finny đó nó nhảy ra nó dí tụi mình, nó giết mới ghê chứ. Hay là tụi mình đào tẩu được ra khỏi đó anh em. Trời thấy ghê không? Đó thì các bạn thích video này nhớ đã cho hai đứa mình một like một share, nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.